ra dạp vào dịp Tết Giáp Thìn. Mai là tác phẩm điện ảnh thứ ba do Trấn Thành đạo diễn. Theo Box Office Việt Nam, tính đến 28 tháng 2, phim đã đạt doanh thu 492 tỷ đồng. Các bộ phim trước đó của Trấn Thành là Bố già 2021 và Nhà ba nữ 2023 đã thu về doanh thu lần lượt là 427 tỷ đồng và 475 tỷ đồng. Với tổng doanh thu gần chạm mốc 1.400 tỷ đồng chỉ sau 3 bộ phim chiếu dạp, Trấn Thành đã trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên ở Việt Nam. Vậy với tư cách là nhà sản xuất ba bộ phim này, Trấn Thành sẽ bỏ túi bao nhiêu trong con số 1.400 tỷ đồng? Chia sẻ với phóng viên chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn cho biết, nhà sản xuất không nhận được phần lớn doanh thu từ phim mà phải chia phần trăm cho các cụm rạp sau khi trừ đi các chi phí như cho nhà phát hành và thuế thu nhập. Chuyên gia giải thích, doanh thu phim mà một nhà sản xuất thu về được tính như sau. Đầu tiên ta có một khoản doanh thu của phim ở dạp. Sau đó khoảng 50 đến 60% trong số doanh thu này sẽ được chia cho nhà dạp, phần còn lại sẽ được trừ đi phí cho nhà phát hành ví dụ CJ CGV, Galaxy Lotte, sau đó trừ đi chi phí sản xuất phim, thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập công ty. Theo chuyên gia, tỷ lệ phân chia giữa nhà dạp và nhà sản xuất phim phụ thuộc vào các điều khoản trong hợp đồng và quá trình thương lượng của từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên công thức chung, khi một bộ phim đạt doanh thu khoảng 100 tỷ đồng sau khi trừ đi các chi phí, nhà sản xuất có thể thu về trên dưới 30 tỷ đồng. Chuyên gia nhấn mạnh thêm rằng doanh thu của một bộ phim không chỉ đến từ việc bán vé ở dạp mà còn từ việc bán vé khi chiếu ở các nước ngoài cũng như từ việc bán quyền phát sóng cho các nền tảng trực tuyến như Netflix, Galaxy Play. Chuyên gia dự đoán về phim Mai, để biết Trấn Thành kiếm được bao nhiêu tiền thì cần biết phim anh ấy có bao nhiêu người đầu tư, phần trăm của mỗi người ra sao. Đây là thông tin kinh doanh nên người trong cuộc không ai tiết lộ được. Tuy nhiên, theo công thức sơ bộ, phim Mai thu gần 500 tỷ đồng, nhà sản xuất có thể thu lại khoảng 166 tỷ đồng. Trừ đi kinh phí làm phim 50 tỷ đồng mà Trấn Thành công bố thì phim có thể xem là đang lời khoảng 116 tỷ đồng theo đó thu nhập của trấn thành từ phim mai có thể sẽ có nhiều biến số vì nam nghệ sĩ này không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn mà còn là đồng biên kịch và diễn viên vị chuyên gia nói thêm chúng ta không biết chắc chắn trấn thành sẽ tự trả lương cho mình bao nhiêu ngoài ra một số phim có thể có điều khoản thưởng ví dụ phim thắng doanh thu thì đạo diễn được thưởng bao nhiêu tiền chẳng hạn đạo diễn võ thanh hòa cho biết nhiều phim điện ảnh có doanh thu cao nhưng trước khi đến tay nhà sản xuất còn phải trừ đi rất nhiều khoản phí Chia sẻ với phóng viên, đạo diễn này đã đưa ra công thức tính số tiền thu được từ các dạp chiếu phim như sau. Doanh thu trừ cinema share, tỷ lệ ăn chia với nhà dạp 50%, trừ phí phát hành 5%, trừ chi phí sản xuất, trừ các cổ đông sản xuất, trừ thuế thu nhập cá nhân, bằng số tiền kiếm lời được. Đạo diễn cho hay, tuy nhiên tùy trường hợp sẽ có những con số cụ thể hơn. Trước đó vào năm 2021, đạo diễn từng diễn giải con số mà nhà làm phim bố già nhận được khi phim đạt doanh thu 400 tỷ đồng. Đạo diễn phân tích nếu phim bố già đạt 400 tỷ đồng thì phần chia cho giảm chiếu phim có nghĩa là các cụm giảm khi chiếu phim tại các phòng chiếu của họ thường sẽ dao động trong khoảng 50 đến 55%. Như vậy 400 tỷ đồng kia sẽ được chia làm hai phần, phía ekip chuyển thành nhận về 200 tỷ đồng, giá phim nhận 200 tỷ đồng, sau đó phải trừ tiếp phần phí phát hành, phí phát hành này sẽ chiếm khoảng 4,5 đến 5%, như vậy Trấn Thành sẽ còn khoảng 190 tỷ đồng. Trên con số 190 tỷ đồng đó phải trừ tiếp chi phí sản xuất bộ phim, lấy ví dụ bố già thực hiện hết 30 tỷ đồng thì Trấn Thành còn 160 tỷ đồng lãi dòng. Bên cạnh đó, đạo diễn cũng cho biết rằng Trấn Thành không chỉ là diễn viên mà còn là đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim bố già, do đó nam nghệ sĩ cần phải tổng hợp các khoản phí này lại, sau đó số tiền này sẽ được cộng với tổng số chi phí sản xuất phim là 30 tỷ đồng trên nền tảng. Đạo diễn giải thích thêm, ví dụ như Trấn Thành chiếm 70% cổ phần đầu tư cho phim thì sẽ còn con số là 112 tỷ đồng tương đương với 70% đó. Sau đó còn phải trừ tiếp thuế thu nhập cá nhân. Như vậy nếu Trấn Thành có 70% cổ phần trong bộ phim đạt 400 tỷ đồng thì anh sẽ mang về được hơn 100 tỷ đồng. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, giảng viên trường Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn Việt hóa tại Netflix đã giải đáp câu hỏi tiền vé của khán giả sẽ chảy về túi ai. Vị cố vấn nói, một vé phim giá 70.000 đồng bạn mua thì phía hưởng lợi trực tiếp đầu tiên là giảm chiếu phim, sau đó theo mô hình ăn chia doanh thu mà tính tới các bên liên quan tiếp theo. Còn chuyện nhà phát hành giữ bao nhiêu và chia cho nhà sản xuất phim bao nhiêu thì tùy vào từng thương lượng khác nhau. Mai của Trấn Thành nhận được nhiều sự quan tâm yêu quý của khán giả do truyền thông tốt, song trong quá trình công chiếu, phim cũng gặp phải một số ý kiến trái chiều khi ngày 24 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim Mai tại rạp chiếu CineStar trên đường Nguyễn Trãi. Trao đổi với phóng viên đại diện Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh cho biết, việc kiểm tra được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân quận 1. Theo vị đại diện này, những ngày vừa qua, theo phản ánh từ báo chí và dư luận xã hội về việc có trẻ em dưới 18 tuổi vào dạp xem phim Mai, bộ phim gắn nhãn T18 dành cho khán giả trên 18 tuổi, nên đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã kiểm tra theo quy định. Vị đại diện này nói, đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra đầu giờ chiếu, chỉ kiểm tra những người nghi vấn dưới 18 tuổi chứ không kiểm tra toàn bộ khách trong dạp. Để xác định độ tuổi, lực lượng chức năng yêu cầu người xem xuất trình căn cước công dân. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này chấp hành đúng quy định không phát hiện vi phạm. Sau khi đăng tải đoạn clip lực lượng chức năng vào dạp chiếu phim Mai kiểm tra nhanh chóng được lan truyền, thu hút gần 9 triệu lượt xem, gần 17.000 bình luận sau một ngày đăng tải và nhận được những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng phim Mai có cảnh nóng, việc kiểm tra độ tuổi là điều cần thiết vì nhiều học sinh không chấp hành quy định. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc kiểm tra này đôi khi làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của khán giả. Một khán giả bình luận, sự kiểm tra có thể khéo léo hơn để người thưởng thức nghệ thuật không bị gián đoạn. Ví dụ khi kết phim, có thể đứng kiểm tra ở lối ra vào phòng chiếu, đâu cần phải ập vào kiểm tra lúc phim đang chiếu như vậy. Trao đổi với phóng viên, đại diện quản lý dạp CineStar xác nhận việc kiểm tra của lực lượng chức năng diễn ra tại một cụm dạp của đơn vị này ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện quản lý cụm dạp CineStar cho hay, lực lượng chức năng kiểm tra đầu xuất nhưng không phát hiện khán giả xem phim nào chưa đủ độ tuổi quy định tại buổi chiếu. Vì vấn đề này, hệ thống dạp chiếu phim CineStar cũng cho biết đây là quy trình kiểm tra thông thường, có thể xảy ra ở bất cứ cụm dạp nào trên cả nước. Trước đó phóng viên ghi nhận ở một số cụm dạp tại thành phố Hồ Chí Minh, khâu soát vé khá lỏng lẻo để lọt nhiều khán giả dưới 18 tuổi mua vé xem phim Mai, mặc dù tác phẩm này dán nhãn T18. Liên quan đến vụ học sinh vào xem phim Mai, Tránh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Thanh Liêm cho biết, đơn vị này luôn chỉ đạo các giả chiếu phim phải làm đúng quy định, phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như dán nhãn. Ông Liêm nói, nếu các giả không làm nghiêm ngặt khi kiểm tra mà phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý. Việc này được ghi cụ thể ở quy định phổ biến phim trong giả chiếu phim. Phổ biến phim trên không gian mạng, người đứng đầu rạp chiếu phim sẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát độ tuổi của người xem phim. Nếu có vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật mà không bao che. Bên cạnh đó, thanh tra bộ cũng đã ký công văn gửi thanh tra các sở văn hóa địa phương về việc tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về điện ảnh tại rạp chiếu phim. Luật sư cho biết, trong trường hợp để học sinh vào xem phim, dù tác phẩm gắn nhãn 18 cộng, các rạp chiếu phim vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng theo quy định tại điểm C, khoản 4 điều 8 thuộc Nghị định 38-2021 NDCP. Luật sư nêu rõ, ngoài ra dạp chiếu phim còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi nêu trên. Việc kiểm tra của lực lượng chức năng khiến buổi chiếu phim phải dừng lại 30 phút. Sau sự việc này, nhiều người đặt câu hỏi rằng công an có được vào dạp kiểm tra độ tuổi khán giả hay không. Trả lời về vấn đề này, giám đốc công ty luật pháp trị cho biết, theo quy định tại khoản 10, khoản 11, điều 16 Luật Công an nhân dân 2018 về nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân dân thì Công an nhân dân có quyền thực hiện quản lý về an ninh trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Theo quy định tại Nghị định 41/2014/NDCP về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam đều có thể bị thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an. Cùng với đó, theo khoản 1 điều 50 Nghị định 96/2016 quy định, một cơ quan công an có thẩm quyền thực hiện kiểm tra thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự đối với cơ sở kinh doanh các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất việc kiểm tra thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự có đơn khiếu nại tố cáo của tổ chức hoặc cá nhân về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự trong cơ sở kinh doanh phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, theo luật thanh tra 2010, có các hình thức thanh tra như sau, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. Như vậy, Công an Kinh tế có thẩm quyền thanh kiểm tra dưới hình thức thanh tra đột xuất mà không cần thông báo đối với doanh nghiệp tuy nhiên để có thể tiến hành kiểm tra doanh nghiệp đối tượng được thanh tra đoàn kiểm tra phải đưa ra căn cứ rõ ràng và phải công bố quyết định thanh tra do người có thẩm quyền ký doanh nghiệp có quyền yêu cầu công an kinh tế xuất trình các giấy tờ trên theo quy định của pháp luật trước khi chấp hành quyết định và kết luận thanh tra